dài hơn. Đau quá à. Tôi còn đau hơn cô đó. Đau quá đau quá. Sao tự nhiên cãi như vậy chứ? Đàn ông các anh có phải ai cũng vậy không? Thích cái mới, thích người trẻ. Yêu nhau 10 năm thì sao chứ? Cô gái đẹp sắp tới là thành con thú hoang. Thành thú hoang, thành thú hoang. Những gì đã hứa hết đều là giả hết. Giả, giả hết. Giả hết. Tôi ngu lắm đúng không? Hẹn hò với loại người như vậy. Đâu có đâu. Thì đời người là vậy mà. Chặng đường dài như vậy á, phải gặp một hai tên đê tiện. Cô bị anh ta lừa 10 năm rồi, còn đỡ hơn bị lừa cả đời. Cô vẫn chưa buông được sao? Tôi chỉ cảm thấy tốn thời gian thôi. Tôi đã cùng anh ta trải qua rất nhiều chuyện. Chuyện vui có, chuyện buồn cũng có. Nếm đủ cả đắng cay chua ngọt. Nếu tôi nói có thể buông được là buông, chắc chắn là nói dối. Hiểu mà. Thì tình yêu là vậy đó. Không phải cô hy sinh bao nhiêu sẽ nhận lại bấy nhiêu đâu. Không phải toán học, không tính toán được. Không có phép tính nào chắc chắn thành công cả. Cô chỉ có thiếu một bước thôi. Đó là học cách tha thứ cho chính mình. Phải rồi, tôi có món quà muốn tặng cho cô đây. Đây là thời điểm thích hợp nè. Đấy. Đây là gì vậy? Vòng tay đá xà cừ. Có thể giúp cô bình tâm, tiêu trừ năng lượng tiêu cực, giúp cô ngủ ngon. Hợp với cô đó. Đã nói không tin mấy thứ này rồi. Vậy cô như tin tôi. Là chút lòng thành của tôi. Cô không cần đeo nó đâu. Nhưng nếu sau này không nhìn thấy nó, cô vẫn nhớ đến Uông Thanh Nhân tôi luôn ở bên cạnh cổ vũ cho cô.